À, hội thánh, tôi xin phép đọc lời Chúa trong sách Kế Huyền, đoạn 3 từ câu 14 đến câu 20. Thơ cho hội thánh Laodice, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi mặc vào và đều xấu hổ về sự trần truồng, ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc xức mắt, đoạn thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu, thì ta quở trách và sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và cùng và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. À, xin hội thánh cứ đứng để nghe phần kinh thánh bằng tiếng Anh. Kim. Today, I'll be reading from Revelation chapter 3, verses 14 to 22. To the angel of the church in Laodicea, write, "These are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, 'I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing,' but you do not realize that you were wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." May the congregation please be seated. Trước hết thì xin kính chào hết thảy quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Before we start, greetings to everyone in the church this morning. Cảm ơn Chúa cho tôi được đến đây để cùng thờ phượng Chúa cùng với quý ông bà anh chị em. And thank you for giving me the opportunity to worship and fellowship with all of you this morning. Sau một khoảng thời gian khá lâu chúng ta không có dịp nhóm ở trong hội thánh, hôm nay thì Chúa cho chúng ta nhóm lại trong hội thánh. After a long time of not being able to gather, God has given us the opportunity to come together. Hôm nay trước khi học lời Chúa chung với nhau một lần nữa thì chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Before we study the Bible this morning, let us all pray together. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con cảm ơn Chúa vì được đến đây thờ phượng Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời
Ba ơn nâng đỡ dẫn dắt chúng con trong sự học hỏi lời Chúa chung với nhau, để nhờ lời Ngài làm cho đời sống chúng con được mạnh mẽ và lớn lên. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, mỗi một hội thánh có một đặc điểm để chúng ta cần lưu ý. Church, each church has a remarkable characteristic. Tôi xin thử lại cái PowerPoint chưa có. Mỗi hội thánh có một đặc điểm để cho chúng ta có sự lưu ý. This church has a remarkable characteristic. Hôm nay thì chúng ta cùng học hỏi về một hội thánh tên là Laodice, có đặc điểm là hăm hẳm. This morning we're going to learn about the Laodicean church, who had a characteristic of being lukewarm. Và khi nói về hội thánh của mình hay là hội thánh tại đây, thì chúng ta nghĩ rằng mình có đặc điểm gì? When we speak of our church, what is our characteristic? Trong sách Khải Huyền đoạn 2, đoạn 3 là 7 bức thơ của Chúa gửi cho 7 hội thánh. And there are in Revelation 2 to 3 there are 7 letters from the Lord to the 7 churches. Đây cũng là lời tiên tri nói về lịch sử của hội thánh từ khi Chúa Giêsu thăng thiên cho đến khi Chúa Giêsu tái lâm. And this is a prophecy about the church history from Jesus' ascension to Jesus' return. Thơ gửi cho hội thánh Laodice ngày xưa đó là lời tiên tri nói về tình trạng hội thánh trước thời điểm Chúa Giêsu trở lại thế gian. The letter to the Laodicean church in the past was a prophecy about the state of the church before Jesus' return. Đó là lý do mà tôi muốn cùng quý bà chị em để học hỏi về hội thánh Laodice. And this is the reason we're going to explore the letter to the Laodicean church. Hội thánh Laodice đó, chúng ta thấy nơi đây đó, biểu tượng cho giai đoạn lịch sử của hội thánh từ thế kỷ 20 cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. And the church in Laodicea, even from before the 20th century. Đây là một cái thời kỳ bội đạo. And this is a time of apostate. Hội thánh có một cái đặc điểm đó là tự mãn. And they had a characteristics of complacence. Và tình trạng của hội thánh là hăm hẳm. And its situation and its state was very lukewarm. Sở dĩ tôi muốn cùng quý mạnh chị em suy gẫm về cái hội thánh này vì nó thể hiện một phần nào hoàn cảnh của hội thánh mà chúng ta đang sống trong thời kỳ này. Could you repeat? All right. Yeah, sorry. Reason or yeah. Lý do tôi chọn để học về hội thánh Laodice vì đây là thời kỳ của chúng ta. The reason that we that I wanted to explore Laodicea is how it affects us today. Tôi xin để cho hội thánh xem một cái mô hình nữa hay là một cái sơ đồ, cái biểu đồ, và chúng ta thấy rằng hội thánh Laodice là hội thánh trong thời kỳ sau cùng. I'd like to show us another chart up on the screen, which shows us the 7 churches. Chúng tôi có sưu tầm được một cái hình minh họa về cơ sở hay là cái hội thánh Laodice. And we can see a picture of the Laodicean church back in its day. Và chúng tôi cũng thấy được một vài di tích về hội thánh Laodice nữa. And we can also see the situation or where the Laodicean church is. The relics, sorry, yes. Khi chúng ta xem sơ đồ về bảy hội thánh thì ngày hôm nay bảy hội thánh này nằm ở trong vùng Turkey. And these 7 churches were situated in what is now modern day Turkey. Yeah. Và khi chúng ta xem ở đây đó thì thấy cái Laodice đó tọa lạc trên bờ sông
Lysias. We can see that the Laodicea is situated on the bank of the Lycus River. Nó nằm ngay trên một trục lộ trong ba con đường huyết mạch đi ngang qua vùng Tiểu Á Châu. And it comes at an intersection of three main roads in Asia Minor. Và như tôi đã nói đó là vùng Tiểu Á Châu ngày xưa đó, tất nhiên là vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. And back then it was Asia Minor, but now it is Turkey. Điều này giúp cho chúng ta điều này đã giúp cho thành phố này phát triển như là một trung tâm thương mại và hành chánh rất là thịnh vượng. And this has helped the city become a thriving commercial and administrative center. Có ba sự kiện mà chúng ta cả thế giới La Mã đều biết về thành phố này để giúp cho chúng ta giải thích về Đức Thờ. And the whole Roman world knew about these three facts above, and this helps explain the letter. Thành phố này nằm ngay trung tâm ngân hàng. Thành phố này là một cái trung tâm ngân hàng mà ngay cả Cicero cũng đề nghị đến những ngân hàng này tại đó để đổi tiền. The city was a banking center, and even the great orator Cicero suggested going to the banks there to exchange money. Đây là nơi sản xuất y phục và thảm len, đặc biệt là được làm từ bộ lông của những chú cừu được nuôi dưỡng tại đây. And it was a place which produced woolen clothes and rugs, especially made from the shiny black fur of the locally raised sheep. Và nó cũng là một cái trường y dược và điều chế thuốc men, đặc biệt là một loại thuốc bôi mắt điều chế từ một loại đá trong vùng được nghiền thành bột. And it also had a school of medicine and medicine creation, which, and specifically an eye ointment, prepared from a local stone that was ground into a powder. Và Chúa Giêsu đã giới thiệu, đã có một bức thơ gửi đến hội thánh Laodicea và Ngài giới thiệu về chính Ngài. And there's a letter which Jesus introduces himself to the Laodicean church. Trong đoạn 3 câu 14 đó, ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ của cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. We find this in verse 14. To the angel of the church in Laodicea, write the following. This is the solemn pronouncement of the Amen, the faithful and true witness, the originator of God's creation. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu giới thiệu chính mình Ngài khi Ngài viết thơ cho hội thánh. We can see that Jesus introduced himself when he wrote this letter. Điều thứ nhất nói rằng Ngài là đấng Amen, tức như là những lời của Ngài phán đó, những lời Ngài nói đó là chắc chắn. The first thing he said was the Amen, and that means the word of God is certain. Kế tiếp, Ngài giới thiệu chính Ngài là đấng thành tín chân thật, tức là lời của Ngài phán, Ngài nói đó sẽ được ứng nghiệm. And he introduced himself as the faithful and true witness, and his word will be fulfilled. Và Ngài cũng giới thiệu chính Ngài là đấng đầu của cuộc sáng thế, tất nhiên là Ngài là đấng sáng tạo. And he also introduced himself as the originator of God's creation. He is the creator. Và qua sự giới thiệu về chính mình Ngài thì Ngài nói đến hội thánh ở trong đoạn 3 câu 15. And after that he spoke about the church. Chúng tôi xin đọc từ câu 15-16. Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Let us read verses 15-16. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot or cold, I'm going to vomit you out of my mouth. Người dân trong thành phố Laodicea đó hiểu về tình trạng nước hăm hẩm. The people living in the city of Laodicea understood the state of warm water. Bởi vì trong vùng này đó có một cái nguồn suối từ cái nguồn nước nóng từ đầu nguồn và nước chảy xuống thành phố nguội dần và trở nên hăm hẩm. This is because there is a hot spring upstream of the city, and as the water flows down, it cools down and becomes lukewarm.
Chúa biết đời sống tâm linh của mỗi một con cái của Ngài khi Chúa viết bức thư này. God knows the spiritual life of each of his children when he wrote this letter. Cái người nóng là người tin Chúa với một đức tin mạnh mẽ và sốt sắng trong sự hầu việc Chúa. A fiery person is a believer in God with strong faith and zeal to serve God. Người lạnh là người không tin Chúa. A cold person is a person who does not believe in God. Và người hăm hẩm là người ở trạng thái linh trực. And a lukewarm person is someone who stays in the middle. Đối với một hội thánh, người lạnh là một hội thánh chối bỏ giáo lý về đức tin. A cold church is one that rejects the doctrine of the faith. Hội thánh chỉ thực hành nghi lễ nghi và có những hành động chống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời và tin lành của Đấng Christ. The church only practices rituals and acts contrary to the word of God and the gospel of Christ. Còn đối với một người người lạnh là một cái người mà không có một đời sống sốt sắng mạnh mẽ, chỉ trải một không có một đời sống sốt sắng và mạnh mẽ, nhưng trải qua thời gian đức tin nguội dần và trở nên hăm hẩm. There are many people who first believe in Jesus with strong zeal, but over time their faith cools down and stays in a lukewarm state. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đó có rất nhiều người đang ở trong cái tình trạng hăm hẩm, và tình trạng hăm hẩm đó được diễn đạt như thế nào? We know that today there are many people in the state of being lukewarm, but what does that look like? Người tình trạng hăm hẩm tất nhiên là không nóng, không sốt sắng, cũng không lạnh. They're neither zealous nor cold. Người này không mạnh mẽ, cũng như không có yếu đuối. Not strong, not weak. Người này không theo Chúa hết lòng, nhưng cũng chưa chắc đã bỏ Chúa. They don't follow God with all their heart, but they do not essentially abandon God. Người này không trung tín nhắm lại, thỉnh thoảng còn có đi nhà thờ. They're unfaithful to meeting together and sometimes go to church. Một người này đó là nửa theo đạo, một nửa theo đạo, một nửa theo đời. They're half religious, half secular. Một nửa theo Chúa, một nửa theo thế gian. One half following God and one half following the world. Một nửa thờ Chúa, một nửa thờ thần Mammon. One half worshiping God, one half worshiping Mammon. Thần Mammon mà chúng ta thường nói đó, tức là thần tài đó, hay là thần đô la. Mammon is money, is that right? Money, yeah. Or dollar. Or the dollar. Và kết quả của những người tín đồ hăm hẩm đó, thì chúng ta thấy, kết quả của người tín đồ hăm hẩm đó, thì Chúa sẽ mở người đó ra. And as a result, the lukewarm believer is spewed up or vomited by God. Hoặc chúng ta thường nói là nhả ra hay là mửa ra. Và một con cái của Đức Chúa Trời có một đời sống tâm linh hăm hẩm đó, thì Chúa không có dùng người đó. And God's children who have lukewarm spiritual lives will not be used by God to serve Him. Và Chúa nói tiếp ở trong đoạn 3 câu thứ 17. And God continues to say in verse 17. Và ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù hoặc lõa lộ. In verse 17, because you say I am rich and have acquired great wealth and need nothing, but do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. Yeah. Ở đây chúng ta thấy rằng hội thánh Laodice giàu có về tiền bạc. Nhưng mà họ lại nghèo về đời sống tâm linh. The Laodicean church is rich in money, but they are poor in their spiritual lives. Đây là một tình trạng của nhiều người tín đồ ở tại Úc hiện nay, có nhiều tiền của nhưng đời sống tâm linh thì nghèo nàn. And this might be the situation of many believers here in Australia who are wealthy but spiritually poor. Và giữa điều đó thì Chúa có một lời khuyên cho hội thánh. For this, God had some words to address this. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc giàu. Và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.
Take my advice and buy gold from me refined by fire so you can become rich. Buy from me white clothing so that you can be clothed and your shameful nakedness will not be exposed. And buy eye salve to put on your eyes so you can see. Khi chúng ta ở trong tình trạng hăm hẳm về thuộc linh, chúng ta cần có sự sửa đổi mau chóng. When we recognize our lukewarm spiritual situation, we need to make changes quickly. Những lời khuyên của Chúa rằng hãy mua vàng thử lửa, tất nhiên là chịu đựng nổi sự thử thách. We need to buy gold that is refined by fire, which means it will withstand the test. Mua áo trắng, tức là tìm kiếm sự công bình, tốt đẹp của Chúa. Buying a white shirt, which means to seek the righteousness of God. Và mua thuốc nhỏ mắt để thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. And buy eye drops to see the wonder of His law. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn đời sống của mỗi con cái của Ngài đó là những người sốt sắng và mạnh mẽ. God always wants the lives of His children to be hot and strong. Và kế tiếp Chúa nói ở trong câu thứ 19. And God follows in verse 19. Hàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. All those I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Dù tình trạng hội thánh Laodicea rất tệ, nhưng tình yêu thương của Chúa vẫn còn, và Ngài quở trách sửa phạt để hội thánh được trở nên tốt hơn. And although the condition of the Laodicean church was very bad, the Lord's love for the church was still there, and He rebuked and chastised the church to be zealous again. Chúa nói rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. He says, listen, I am standing at the door and knocking. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into his home and share a meal with him, and he with me. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đang đứng ngoài hội thánh Laodicea, Ngài muốn bước vào để có được mối giao thông đã bị xa cách hay là đã bị nguội lạnh trước đây. We see that Jesus was standing outside the Laodicean church and he wanted to step in and re-establish the relationship that he had been very lukewarm. Có một số người đặt Chúa Giêsu bên ngoài đời sống của mình. There are some people who put Jesus outside of their lives. Và Chúa Giêsu muốn quý vị mở cửa lòng của mình để mời Chúa bước vào và có được mối giao thông lại với Chúa. And Jesus wants you to open the door, to invite him in and to have a relationship with him. Đây là điều mà có thể làm cho cái tình trạng nguội lạnh đó sẽ được nóng trở lại. And this can make the state, your state of lukewarm become hot again. Nếu quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng Chúa đang nhận giữ tại đây thì chúng ta làm gì? Imagine if God was with us right here, what would we do? Có thể chúng ta kính kiền hơn ở trong sự thờ phượng Chúa không? Wouldn't we be even more wanting to worship him? Quý ông bà anh chị em nghĩ thế nào khi Chúa ngự ở trong gia đình của mình? What do you think we would do if he was present in our families? Tôi tin rằng cái gia đình đó sẽ vui vẻ và sốt sắng hơn. I believe that family will be happy and more zealous. Và quý ông bà anh chị em nghĩ thế nào khi Chúa ngự trong lòng của mình? And what do you think when Jesus lives in our hearts? Hội thánh Laodicea là hội thánh đã đặt Chúa ở bên ngoài và Chúa vẫn còn muốn vào để ngự trị và làm cho hội thánh được mạnh trở lại. The Laodicean church put Jesus outside of their church, but he still wants to come in and become the center again. Và lời cuối cùng mà Chúa nói trong cái bức thơ này, kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi, kẻ nào thắng ta sẽ ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. And he concludes by saying, I will grant the one who conquers permission to sit with me on my throne, just as I too conquered and sat down with my father on his throne. The one who has an ear had better hear what the Spirit says to the churches. Chúng ta có dịp xem xét lại tình trạng đời sống tâm linh của mình hiện nay như thế nào. How should we consider the state of our spiritual lives today? Yeah. Chúng ta đang nóng hay chúng ta đang lạnh? Are we hot or are we cold? Yeah. Tôi mong ước rằng quý ông bà chị em luôn luôn nóng cháy ở trong đời sống tâm linh để tiếp tục trong sự trung tín theo Chúa và phụng sự Ngài. I wish all of you congregation to always be hot and strong in your spiritual life, to continue to faithfully follow the Lord and serve him.
Và tôi cũng mong ước rằng quý ông bà chị em là người chiến thắng sự nguội lạnh trong đời sống tâm linh. Chúa Giêsu sắp tái lâm và chúng ta cần dọn mình để có một đời sống sẵn sàng. And I would like you to be the winner over the coldness of the spiritual life. Jesus is coming again and we need to get our lives ready. Và tôi mong ước rằng quý ông bà chị em là người nghe lời phán của Đức Thánh Linh cùng với hội thánh Laodice trước đây và lời của Ngài cũng phán cho tôi và quý ông bà chị em hiện nay. And I would like you to listen to what the Holy Spirit spoke to the Laodicean church before, but also to me and to us today. Trước khi tôi kết thúc lời này, tôi có một điều hay một hai lời để hỏi cho quý ông bà chị em suy nghĩ. Before I conclude, I have one or two points that I'd like to get across so that we may think about them. Từ khi chúng ta tin nhận Chúa đến nay, đời sống chúng ta nóng cháy hay là hăm hẳm hay là nguội giận? From the time we first believed in God, have we been fiery and hot or have we been cold? Tôi nhớ rằng trong những ngày mình rời Việt Nam đó đến đây, hầu hết quý ông bà chị em là những người nóng cháy. I believe that since we left Vietnam, we've all been hot and fiery people. Nhưng sau khi chúng ta đã ở Úc được 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là 40 năm rồi, sự nóng cháy đó có còn không? But after we've been in Australia for 10, 20, 30 or 40 years, is that hotness still there? Hay là cái sự nóng cháy ngày xưa bây giờ nó nguội dần hay là ở trong tình trạng hăm hẳm? Or has that flame cooled down or now in a state of being lukewarm? Nếu ai đang ở trong tình trạng hăm hẳm thì chúng ta nghe lời nhắc nhở hôm nay. Hãy đến với Chúa, mời Ngài ngự vào lòng để làm cho đời sống chúng ta được mạnh mẽ hơn. And if we are in a state of being lukewarm, I encourage you to open up your heart to God and invite Him in so that we can become strong again. Xin nhớ rằng những người nào là những người nóng cháy sẽ được có một đời sống phước hạnh. Those who have hot and fiery zeal for the Lord will be blessed. Và những ai có đời sống hăm hẳm thì phải nhớ rằng Chúa nói rằng Chúa sẽ nhả ra, mở ra hay là Chúa sẽ đẩy người đó ra. And those who are lukewarm, they must remember that God will spew them up or vomit them up. Và tôi mong ước rằng hết thảy quý ông bà chị em ở đây sẽ là người chiến thắng, tất nhiên là người vượt qua những sự yếu đuối của đời sống bản thân để rồi có một đời sống mạnh mẽ trong sự theo Chúa. And I hope that everyone here is strong in their zeal and able to overcome the weaknesses in their lives to become strong. Thank you, church. Cảm ơn Nathan đã thông dịch bữa nay rất là tốt. Yeah.